và hãy chào đón thí sinh đầu tiên với một cái tên khá là cay, Ginger, còn được gọi là gừng. Chào em. Ui, không được nói à? À, giấy tờ đồ nữa, gửi mặt yêu nè, có được mở ra không? Ừ, chứ không dám mở. Em đang bị dính một lời nguyền, ráp xong em mới nói được với mọi người. Dễ thương, dễ thương. Để coi em làm được gì. Để coi làm mà không hay tôi đập dẹp cái miếng gừng tôi pha nước cam uống nghe chưa. Mời em. Nhỏ nhỏ nhìn lại qua cửa sổ thấy có cô gái môi đỏ đỏ, em còn đang đẹp quyến rũ chẳng hiểu đến từ nước nào, lấy tình anh mách vào tay để cửa chân bước vào, em quay ra ngước chào cười rạng rỡ mà sáng lên, nếu em là ngày nắng sớm thì anh nên dù tôi muộn và chán đêm cho em không thể sai, anh chắc chắn đúng vì anh không giỏi lắm giống như tôi tin trong mình ngắm em. Chụp bàn ơi cho anh một ít đèn đá để tình cảm đôi ta sẽ được hít thêm nhá, anh thì là trai tốt pha với một chút hư tình anh còn dư nên anh mới dám nói thích em quá. Trên môi. Còn nếu mà em muốn ta cứ thích thì đi thôi, em sẽ không cần phải ngại vì anh là big city boy yeah. Không anh chứ ai, nếu ghét em là đúng vậy thì anh cứ sai yeah. Nhắn tin cho bố hôm nay con trúng số mới gặp được boy rất nice yeah. Không anh chứ ai, nếu ghét em là đúng vậy thì anh cứ sai. Thứ hai là anh sẽ cảm thấy bản thân mình ngầu dần, anh là thứ hai thì anh sẽ mãi mãi ở đầu tuần. Để tán em thì anh cũng đã cho bị nhiều cách hay, quen em là hành lý nhẹ thì anh chỉ muốn được sách tay. Ôi em ơi, nếu không mất thì mình chú, nếu em không tình tay ba thì anh chỉ muốn tình tớ. Thơ vào đầu anh có và anh đơn độc về đêm, anh lại chẳng thuộc thơ mà anh chỉ thuộc về em. Anh chỉ biết duy nhất một cái để tình đã mặn mà thêm, anh đau khi cho em luôn có một đứa cận kề bên để ok. Em ngọt giống như vị dâu tây, trai khác sẽ phải rút về sau ngay. Bây giờ em bị bao vây và một mình anh do phù thủy tình yêu này cao tay. Người đẹp làm sao hết nắng, em tinh khôi như áo phít trắng, em sẽ cho anh đã con cháu ngoan nghĩ làm hỏng mất áo trắng vì anh chảy máu cam. Mà không anh chứ ai, nếu ghét em là đúng vậy thì anh cứ sai yeah. Nhắn tin cho bố hôm nay con trúng số mới gặp được boy rất nice yeah. Mà không anh chứ ai, nếu ghét em là đúng vậy thì anh cứ sai yeah. Sẽ cảm thấy bản thân mình ngầu dần, anh là thứ hai thì anh sẽ mãi mãi ở đầu tuần. Mà không anh chứ ai, nếu em tìm được ai giống anh thứ hai yeah. Nhắn tin cho mẹ hôm nay con không về, thứ hai yeah. Mà không anh chứ ai, nếu em tìm được ai giống anh thứ hai yeah. Nhắn tin cho bạn, em đã vui lắm với boy nó sai. Ngon à. Thưa quý vị, Ginger nói chung là trẻ trung, năng động và đầy tự tin ha. Xin mời các huấn luyện viên cho tôi biết cảm nghĩ của các bạn. Em có cái chất gọi là chất chơi lắm á. Em lên cái là bốn ban giám khảo ai cũng đứng lên giống như chỗ này nữa, không phải là cái sàn đấu nữa. Nó là một cái sàn nhảy đúng không Rick? Được nửa bài là bấm hết trơn rồi. Nếu anh đoán không nhầm em là cục pin. Hay quá Thanh. Yeah, chính xác. Bây giờ em đừng nói rồi đúng không? Em tên gì? Em tên là Lê Trọng Hoàng Long, aka Ginger. Ginger, em thích màu nổi lắm mà. Không hẳn ạ. Anh thấy mình đâu đó ở em, đó là cái điểm mà thu hút khi mà em bước lên sân khấu. Đi đường thấy người ta đẹp trai, cái thấy sang quá hoàng làm họ không có đó. Vô tình cái màu giống vậy thôi không có. Ok. Ok. Người đàn ông ngộ nhận. Tổn thương quá. Thương thương. Em cho anh hỏi là ai mà nở phong ấn miệng của một rapper lại? Trước khi rap thì em muốn giữ im lặng, bởi vì là có thể ở lên đây mọi người sẽ hỏi em là em trẻ này thì em bao nhiêu tuổi ấy. Thế bao tuổi? Em 2003 ạ. Ôi, oh man. Ôi,
Có nghĩa là bạn không muốn chúng ta biết tuổi của bạn trước khi bạn diễn. Thì bạn muốn mọi người đánh giá theo đúng cái mức độ khả năng của em đó, đúng không? Đúng rồi ạ. Được, hay. Em đừng có làm nha. Hôm qua có đứa bé 5 tuổi nó vô nó thi đó. Cái gì nữa? Lên là cầm micro ráp ráp rồi xong quăng micro cái cụp nhảy xuống chống đầu lên đá cho lên trời. Chứ em chưa có trẻ nhất ở đây đâu. Nói giỡn chứ 17 tuổi như thế là tốt đấy. Thường em thú vị với những chủ đề gì? Em có thể viết được nhiều chủ đề, nhưng mà cái chủ đề em hướng tới nhiều nhất và em cũng quen biết nhất là tình yêu. Tình yêu. Thế em viết tình yêu là em sẽ tôn vinh cái mối tình đó lên hay là em hạ bệ xuống là em chỉ trải lòng cho tất cả mọi người thấy đó một tình yêu đẹp? Tình yêu nó có một cái quãng đường như thế này. Có cái đoạn khởi đầu, đoạn ở giữa và đoạn kết thúc. Thì mỗi một phần nó lại có những cái tư liệu khác nhau để mình có thể lấy mình viết nhạc. Có những bài em có thể lấy tư liệu của cả hai cái, nhưng có những bài em chỉ dùng một cái thôi để cho màu sắc nó chỉ vui thôi hoặc là chỉ buồn thôi. Đấy là cách em viết. Sao em viết về tình yêu mà em tính toán đấy nhỉ? Ôi rồi, chắc chắn là bạn này phải về đội em rồi. Xong rồi, vậy là em không có hợp với anh rồi. Không hay viết về tình yêu cho nên Quy không thích. Em ơi, em đã chọn bài hát này rồi thì em không cần hợp với Quy đâu. Em biết em hợp với ai mà, đúng không? Ok. Trời ơi, tôi thề là khi mà cái beat nó nổi lên, tôi muốn lấy một cái hộp tôi chặn ngay cái chỗ đạp của ông Bin dễ mang luôn. Tại vì biết rồi. Tại vì tôi nghe là tôi biết rồi, nhưng cái bài này là của Bin. Oh yeah. Nói gì nữa. Nó lên là nó khẳng định rồi. Rồi hát con mắt cũng nhìn Bin. Mà nãy giờ mấy người người ta biết là sắp chọn mình, người ta ít nói lắm. Cảm biết tôi nãy giờ chỉ toàn chọc em nhưng mà không có góp ý cái gì giá trị hết. Đương nhiên rồi, tại vì nó theo bài của ông phải là người góp ý chứ, vậy tôi góp ý gì vậy? Rồi sao, nghe sư phụ nói nè. Trước hết anh rất là vui vì em chọn cái bài hát này. Em tiếp cận cái bài hát với một cách hoàn toàn khác. Anh nghĩ em đã thành công ở trong cái việc đó. Cái điều mà chính anh đôi khi anh cũng không làm được. Nên good job. Cảm ơn em. Cảm ơn ạ. Chọn toàn thí sinh làm những điều mà Bin không làm được không vậy? Em tả cái buồn mà anh cũng không làm được. Em làm nhạc tình yêu anh cũng không làm được. Người ta không làm được người ta nhận, nhưng mà cuối cùng người ta cũng mang về, người ta trend. Thà phải như Bin là mỗi người gom chút về, không biết học lớn từ người một chút. Đó, cái này là cái biến thuật của người ta. Nhưng mà Suboy, em đang Bin phía nào? À thì Suboy đạp cho vui thôi. Không nha. Ngứa chân kia. Không phải, em phải giải thích như vậy. Cái nhạc như vậy, em nhảy dữ quá xong cái em đi qua cái em đạp luôn rồi. Thấy chưa, đạp cho vui mà, biết mà. Nhưng mà đừng có coi thường cái chuyện đó nha. Đó là chọn lọc tự nhiên nhất có thể nha. Mình không vì là em này tên gì như thế nào nha. À cho nên là em nghĩ là hai người đó sẽ đi cho em thôi. Em tự tin quá. Chúng ta hãy nghe hai vị giám khảo nói nha. Xin mời. Về kỹ năng thì anh chưa cần nói tới. Nhưng mà về tinh thần thì thực sự là em làm được một thứ cao hơn cả những gì mà anh nghĩ về một cậu bé 17 tuổi. Chúc mừng em đã làm rất là tốt. Dạ, em cảm ơn ạ. Nhưng mà bây giờ cho anh hỏi để anh củng cố thêm thông tin nè. Em có khoảng bao nhiêu mối tình rồi? Gia đình em xem trên sóng truyền hình, em không tiện nói ạ. Rồi, thế bây giờ thường á, em viết bằng trải nghiệm hay bằng quan sát hay bằng trí tưởng tượng? Em nghĩ là tất cả. Cái nào nó chiếm nhiều hơn? Quan sát ạ. Vậy trong tình yêu, em thích bàn về cái đẹp của tình yêu hay bàn về những nỗi buồn của tình yêu? Em thích về niềm vui của tình yêu hơn. Em nghĩ do một phần là bởi vì em cũng đang trẻ, nên là cái em hướng tới là những cái vui tươi trước. Ok. Em có trải nghiệm qua với những dạng bài mà tình yêu nó hơi đi về hướng bi lụy đau khổ một tí không? Em cũng có, nhưng mà những cái bài mà buồn buồn mà em viết ra ấy, thì em lại dùng giai điệu vui. Có nghĩa là nếu mà đọc cái lời ở dưới thì có thể cảm nhận được cái buồn, nhưng mà nghe về cái melody thì nó lại vui. Anh đồng ý. Trên thế giới rất nhiều người họ làm cái điều đó. Đây là một cái cách làm thì anh thấy nó rất là thú vị. Nếu như em làm về những cái chủ đề, về những cái khó khăn trong cuộc sống, cái mà em ít có khi trải nghiệm, thì em có thú vị không? Thì lúc đấy trí tưởng tượng của em sẽ bắt đầu phát huy ạ. Em chỉ cần có concept thôi là em sẽ có hứng với nó, nếu như em cảm thấy nó phù hợp với mình. Có bản lĩnh. Và thật sự là khi mà nghe một cậu bé 17 tuổi mà viết lyric, anh không cần mối tình tay ba vì bên anh là tình tứ. Rồi là anh đeo mắt kính vì em muốn có anh cận kề bên. Một cách chơi chữ rất là thông minh. Và cái kiểu thông minh đấy nó đi xa hơn cái độ tuổi của bạn rồi. Em là một thí sinh có tài năng và cái khả năng trình diễn của em cũng tương đối là tốt rồi. Chỉ có điều là đưa thế nào để cho bạn có được một cái bến đỗ phù hợp nhất thôi.
Nhưng mà theo như lời em nói thì anh cảm giác như là em đưa câu chuyện người khác về để em nhào nặng tốt hơn. Tại vì bản thân em chưa có nhiều trải nghiệm liên quan đến nội tâm, đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Dạ, cho nên là anh muốn phát triển cái đấy của em. Tại vì người trẻ thì sẽ làm rất tốt cái đấy. Yes. Thế anh muốn bạn với ai? Và đó là... Và anh vẫn đang nghĩ. Xin cảm ơn câu trả lời đầy tính nhân văn của bạn. Em là em thích Suboy. Ramasic chọn Suboy. Và bạn chọn... Bản thân anh thì muốn em về với đội của Binzy. Binzy. Đấy, tức là anh muốn cho bạn đi một cái đường rất là phẳng, đúng không? Bạn ấy thích và muốn phát triển những cái câu chuyện về tình yêu. Còn đây là em chỉ đang nhìn thấy cái bề nổi của bạn ấy thôi. Không phải là bề nổi mà là nếu mà đi theo Binzy thì là bạn ý coi như là đi theo một cái bóng đã sẵn có rồi. Và bạn ý sẽ khó mà có thể tách ra được khỏi cái bóng đấy. Trong khi nhìn Suboy em, đen xì này, một cái bóng có vẻ rõ ràng hơn không? Hay vì giám khảo có cần một ly Pepsi vì chân không có lo ở đây để... Anh, cá nhân anh thì không muốn em phải mang những cái thứ mà quá cái lứa tuổi của em hiện tại lên sân khấu như cái bài hát vừa rồi. Anh muốn những cái gì mà nó gợn hơn. Hai bạn hiện nay đang bất đồng quan điểm. Có ai thuyết phục ai nghe theo người còn lại hay không? Để bảo toàn cái sự trong sáng và cái sự hồn nhiên của em, Suboy, thì Suboy sẽ là người sẽ dẫn dắt em theo một cách hoàn hảo nhất. Cảm ơn ạ. Chúc mừng đội Suboy.